Xin chào bạn, tôi là Tú Phan đang dẫn các bạn trên trang web fankimtú à kim tú com thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn về cái ứng dụng chỉnh sửa video trên các thiết bị di động ta Cụ thể là hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn là cái ứng dụng iMov Thì cái MoV này thì nó chỉ có trên các thiết bị của Apple thôi như là iPhone, iPad thôi bạn Rồi thì cái MoV này nó cũng có sẵn ở trên máy tính mắt chúng ta luôn À, sử dụng rất là đơn giản các bạn tại đây là cái ứng dụng mà hình như tôi nhớ không làm là miễn phí á. tại vì tôi tải cái này lâu rồi chứng dụng này rất là đơn giản do nó tính đơn giản của nó nên nó cũng ít cái phần hiệu ứng lắm các bạn nó chỉ là một số thao tác cơ bản như là chèn, chèn nội dung vào video hay là ảnh gì đó sau đó các bạn thực hiện việc cắt rồi chèn những cái hiệu ứng chuyển tiếp rồi gì là xong sau đó các bạn xuất ra cái kết quả nó đơn giản lắm thì nhưng mà chúng ta do chúng ta sử dụng chung cái cái bộ hệ sinh thái của cái pro luôn nên nó nó ưu quá nên các bạn thực hiện cái việc chỉnh sửa hay là render xuất ra cái kết quả rất là nhanh. Đó là cái um, ưu điểm của cái phần mềm này. Thì nếu các bạn mà muốn chỉnh sửa chuyên nghiệp hơn thì các bạn có thể là thao tác trên cái cái máy tính uh, máy mát chúng ta. Thì nó sẽ có cái ứng dụng khác tên là Final Cut Pro. Uh, ứng dụng Final Cut Pro thì sẵn đây tôi nói luôn ha nó nằm ở dưới đây nè. Đây là Final Cut Pro. Đó. Rồi, con này chúng ta đang thao tác trên điện thoại nên chúng ta chỉ cần là nó đơn giản thôi. Nó nhanh là được rồi. Còn còn các bạn mà muốn cho một cái ứng dụng mà nó nó tốt hơn, nó nó có sẽ có nhiều tính năng hơn một chút thì bạn sử dụng ứng dụng này, Quick. Ứng dụng này của của cái hãng sản xuất ra mà cái camera GoPro các bạn. Thế camera mà hành trình á, bạn nghe nói camera hành trình á, GoPro. Thì nó sẽ tạo ra chúng ta một cái ứng dụng riêng đó luôn bạn đừng lo ứng dụng này cũng miễn phí á, thì nếu có thời gian rảnh thì tôi sẽ làm thêm một cái video hướng dẫn về cái ứng dụng quick này, dùng để chỉnh sửa video. rồi giờ ta sẽ làm tiếp cái imovie nữa bạn. đầu tiên bạn tải về, hình như là miễn phí lâu rồi, mở ứng dụng lên. rồi cái điều khó khăn nhất của cái việc mà khi mà chúng ta sử dụng những cái thiết bị iPhone ipad, ipad trên của macbook của Apple á, thì đó là cái việc mà nhập cái dữ liệu đầu vào như là nhập cái ảnh hay là video gì đó vào trong cái thiết bị chúng ta thì đối với những cái bạn mà mới á, thì mới sử dụng những thiết bị này á, thì các bạn hơi bị bối rối nó không đơn giản như cái việc mà các bạn sử dụng bên cái máy những cái máy trên hệ điều hành Android chỉ việc là cắm cái cổng cáp vào rồi mở lên là bạn copy như là một cái USB thì cái đó là nó đơn giản rồi còn cái bên iPhone iPad này chúng ta phải có có kiến thức chúng ta làm thì chúng ta mới biết ha còn ban đầu mới thì các bạn sẽ hơi bối rối. Rồi bây giờ tôi sẽ làm thử cho các bạn xem nè. Đầu tiên thì bạn nhấn vào cái dấu cộng. Rồi thì um, nó sẽ cho chúng ta hai lựa chọn, một là tạo phim hay là trailer. Phim thì các bạn chọn nó thì bạn chỉnh sửa những cái video của người ta để người ta làm trong cái video này. Còn cái trailer là chúng ta tạo ra những cái đoạn quảng cáo ngắn. Ta làm ví dụ các bạn ha, thì uh, lỡ nói thì nói luôn ta chọn luôn cái trailer này cho bạn xem. đây là những cái mẫu có sẵn của IMovie. nó đơn giản thôi bạn. nó là những cái đoạn trailer ngắn thì nó dựa theo một cái bố cục của cái Apple nó làm sẵn cho chúng ta. giờ tôi cho bạn xem thử một chút, không biết tôi có bị vi phạm bản quyền gì không? thì đại khái là như vậy nè. nó sẽ có những cái hiệu ứng sẵn có, sau đó các bạn sẽ chèn những cái đoạn video của các bạn vào, thấy chưa? Đây là những đoạn video chúng ta sẽ chèn vào. Đó, nó nó xen kẽ với những cái uh, những cái đoạn mà của Apple làm sẵn như vậy đó để tạo ra một cái đoạn video mà có cốt truyện có nội dung phim như vậy thôi ha tôi tạm dừng đi ha thế thôi không biết có ảnh hưởng gì tới bản quyền của bên Apple không nó chặn video tôi đó rồi tôi nhấn chữ quỷ đi tôi vào lại thấy chưa thì nhiệm vụ chúng ta là chúng ta sẽ chỉnh sửa video tôi sẽ chọn bên ch cái chữ phim bên tay trái rồi, thì đầu tiên thì nó hỏi chúng ta có nhập vào cái nguồn nguyên liệu đầu vào cái footage á thì bạn có thể chọn video, ảnh hay là các đoạn nhạc, music á làm âm thanh nền cũng được tùy các bạn. Thì nói về cái phần nhập thì bạn có thể chọn những cái đoạn video âm ảnh hay cái gì đó trên cái cái thiết bị di động ta, iPhone, iPad gì đó. Cái này nó chỉ có MOV thì chỉ có trên Apple thôi các bạn, nó không có trên những cái hệ đoạn hành Android. Rồi, thì cái điều khó khăn đầu tiên đó là Giả sử như chúng ta có một cái đoạn video Chúng ta quay từ cái máy quay phim hay là máy chụp hình vậy đó Sau đó chúng ta sẽ sử dụng cái thẻ nhớ ta copy vô cái máy mắt chúng ta Rồi bây giờ nhiệm vụ để chúng ta làm sao để chuyển cái cái đoạn video đó Từ máy mắt vào trong cái thiết bị di động ta là iPhone iPad Hoặc là các bạn có thể là quay từ một cái thiết bị iPhone iPad khác iPhone đi Sau đó các bạn muốn chuyển cái dữ liệu từ video đó từ trong iPhone qua cái ipad cho nó màn hình cho nó lớn để chúng ta chỉnh sửa cho nó dễ chứ nếu các bạn quay trực tiếp từ trên cái chiếc iphone và bạn chỉnh sửa trên iphone thì cái điều đó là quá dễ rồi các bạn chỉ còn chọn cái thư viện của cái cái điện thoại của bạn là được rồi thì giả sử tôi làm cái trường hợp khó ha lúc nào vậy ta sẽ làm những cái trường hợp khó để sau này chúng ta gặp thì chúng ta có thể là tự biết xử lý đầu tiên giả sử như cái cái nguồn nguyên liệu của tôi là phim hay là ảnh gì đó nó không có trên trên cái cái, cái ipad của tôi nó nằm ở trên một cái nguồn khác nằm trên một cái thiết bị di động khác như là iPhone iPad khác hoặc là hoặc là nó nằm trên cái máy mắt rồi giờ chúng ta muốn uh, chèn nó vào thì sao thì đầu tiên thì tôi không có dữ liệu gì hết nên tôi sẽ nhấn vào cái chữ tạo phim còn nếu các bạn có dữ liệu trên cái máy cái máy các bạn thì bạn nhấp chọn những cái này ha lưu ý giả sử như giờ tôi chưa có dữ liệu gì trên cái iPad hết thì tôi lít ra cái chữ tạo phim cái chữ ở dưới cuối màn hình các bạn cái iPad tôi đang để nằm ngang ha bạn để nằm dọc cũng được nhưng mà thường chúng ta chỉnh sửa video thì chúng ta sẽ để nằm ngang rồi ta click vô chữ tạo phim nha. Để chữ dưới cùng màn hình bạn. Mà. Rồi chúng ta sẽ được như thế này. Do tôi chưa có cái đoạn video nào hết nên bạn thấy chưa? Nó hiện lên cái chữ tiếng Việt chúng ta đó. Chọn phương tiện để chèn vào dòng thời gian hoặc chạm vào cái 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 ký hiệu camera để quay để chúng ta thực hiện cái việc mà quay phim hay chụp hình. Rồi. Thì bây giờ trước khi vào á giao diện ban đầu là gì nè. Rồi, trước khi vào tôi nói sơ về cái phần giao diện một tí ha rồi đó chúng ta sẽ tới cái phần nhập lại sau thì bạn thấy à, ta sẽ làm từ bên từ bên trái qua bên phải từ trên xuống dưới rất là dễ bạn nó chỉ khoảng một vài cái công cụ là xong thứ nhất ở trên cùng bên tay trái có chữ xong Là sau khi bạn làm xong cái việc mà chỉnh sửa video bạn lít vô cái chữ xong đó là kết thúc ta ra ngoài rồi tiếp theo bạn sẽ lít vào cái lít vào cái uh, dấu chấm hỏi ở bên tay phải góc trên bên tay phải có dấu chấm hỏi thấy chưa thì đầu tiên bạn không biết cái gì bạn lít vô đó thì nó sẽ hiện ra những cái mục hướng dẫn các bạn bằng tiếng việt rất là dễ bạn nhìn lên trên đây bạn tự học cũng được bỏ ra khoảng năm mười phút là chúng ta biết hết rồi thấy chưa thì bạn nhìn từ trái qua phải nè ở trên cùng á, là quay lại dự án là xong như tôi vừa nói kéo để di chuyển chế độ xem rồi kế đến là qua phải ha kế bên cái dấu chấm hỏi bên góc trên cùng tay phải là cái bánh răng cưa để chúng ta cài đặt những cái cài đặt chung như là chủ đề nhạc nền gì đó kế bên là có cái dấu cộng màu trắng để chúng ta thêm những cái video ảnh hay là nhạc rồi xong xuống dưới xuống dưới ha, ở giữa màn hình chúng ta bên tay trái sẽ có cái nút là ghi âm thanh thật ra cái đó là chức năng ghi âm có nghĩa là trường hợp giả sử như các bạn quay video ở ngoài đường là chủ yếu là bạn lấy cái hình ảnh thôi âm thanh rất là ồn về sau khi bạn về nhà rồi bạn vào trong phòng bạn sẽ xử lý hậu kỳ bạn sẽ chỉnh sửa cái vô này sau đó các bạn sẽ ghi âm cái lời thoại của bạn vào thì bạn sẽ chèn cái cái đoạn ghi âm nó trực tiếp vào đây luôn khi chúng ta chỉnh sửa thì chúng ta nhấp vào cái chữ ghi âm thanh đó thì chúng ta sẽ dành trực tiếp cái đoạn ghi âm ta vào đây bạn gắn cái cái tai nghe cái tai nghe vào để bạn ghi âm lại rồi dễ ha tiếp theo cái nút quay video hoặc chụp ảnh thì bạn có thể là trực tiếp chụp hình hoặc là quay một cái đoạn video bạn chèn vào đây, nhấp vào cái nút đó để nó chuyển sang chế độ camera để chúng ta quay phim hoặc chụp hình. rồi tương tự vậy bạn sẽ nhìn ngang qua ở giữa màn hình bên tay phải thì bạn sẽ thấy là cái dấu um, đầu tiên là cái dấu mũi tên, cái dấu mũi tên qua nó nó là uống lượng qua trái thì cái đó là chức năng undo, nghĩa là quay lại thao tác chúng ta vừa làm. còn nếu bạn chạm vào và bạn giữ thì nó là chức năng redo, hai bạn nó là một nút nhưng mà nó hai chức năng rồi tiếp theo khi bạn cái nút cái bên đó là cái biểu tượng của sóng âm thôi cái biểu tượng của sóng âm đó các bạn nghĩa là khi bạn click vào đó thì nó sẽ hiện tượng hiển ra hiển thị cho chúng ta cái phần âm thanh video của bạn nếu có âm thanh rồi cuối cùng là cái nút màu vàng ở góc dưới cùng bên tay trái là tìm hiểu thêm là bạn muốn tìm hiểu thêm cái phần hướng dẫn á thì bạn click vào đó rồi ha thì giờ tôi hướng dẫn các bạn trên ipad nên không có hiển thị con chó chuột nên tôi nói đâu thì bạn phải biết đúng với cái vị trí đó thì nó sẽ dễ hơn bởi vì trước tiên thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn trước cái phần giao diện này rồi giờ tôi sẽ tắt đây ha tôi sẽ tắt cái phần dấu chấm hỏi đi rồi bây giờ tôi sẽ à, chưa tôi không tắt tôi bật lên chấm hỏi đi tôi sẽ lít vào cái chữ tìm hiểu thêm ở góc dưới cùng bên tay trái chữ tìm hiểu thêm á rồi để tôi sẽ cho các bạn xem là chúng ta sẽ có nhiều cách để nhập cái cái nguồn nguyên liệu cái video hoặc ảnh chúng ta vào trong iPhone iPad đầu tiên tôi đích vào cái chữ bắt đầu trong iMovie thì bạn có rảnh đó, thì bạn hãy là đọc thêm những cái này để tìm hiểu thêm nhưng mà tôi thấy nó cũng dễ mà không cần đọc đâu Tưởng à, tự chúng ta mày mò dọc một tí là sao mà rồi. rồi bạn sẽ chọn cho tôi cái dòng cuối cùng á chuyển phương tiện vào iPhone hoặc iPad các bạn rồi, thì đây nó sẽ có những cái hướng dẫn cho chúng ta nè, có nhiều cách để chúng ta nhập cái dữ liệu đầu vào. Thứ nhất là bạn có thể sử dụng ảnh allow, Bằng click vô đó tìm hiểu. Mà tôi ít sử dụng allow lắm, tại vì sử dụng sử dụng allow thì riết chúng ta sẽ phụ thuộc vào nó. Nó như là nó chế hạn cho chúng ta có 5 GB thì sau này khi hết dung lượng thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải trả thêm tiền để mua cái dữ liệu đó may. Từ allow. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ tới cái phần chuyển phương tiện từ máy mắt của bạn bằng Finder. Thì tôi thường hay sử dụng cái này nè. Nghĩa là tôi sẽ copy cái cái dữ liệu tôi vào trong cái máy mắt của tôi, sau đó tôi sẽ sử dụng cái trình finder. Bạn nào bạn nào sử dụng máy mắt thì chắc cũng biết finder là gì rồi ha. Nó finder thì tương tự như bên Windows thôi, đó là my computer. Rồi ta sẽ copy với dữ liệu từ trong cái finder vào trong cái cái iPad chúng ta, bằng cách là chúng ta sử dụng cái cái cáp để chúng ta kết nối, cáp USB á để kết nối với cái cái điện thoại chúng ta, cái xin lỗi kết nối với cái máy mắt chúng ta. Rồi, còn trường hợp các bạn sử dụng sử dụng iPhone iPad mà các bạn dùng máy tính Windows thì bạn phải dùng qua cái phần mềm iTunes. hay bạn, iTunes là bạn thực hiện cái việc đồng bộ. Bạn dùng máy Mac cũng được, bạn dùng máy Windows cũng được. Bạn copy bằng cái iTunes, thực ra là chúng ta thực hiện cái việc mà đồng bộ dữ liệu thôi. Cái cách đó cũng được. Rồi. Còn một cách nữa đó là chính là chỉ dữ liệu từ iPhone hay là iPad nó khác tới cái iPad mà bạn đang sử dụng thì bạn có thể sử dụng chức năng là AirDrop cái chữ AirDrop bạn thấy trên màn hình không à, nhập từ thiết bị khác bằng AirDrop cái chữ màu xanh dương ở phía cuối màn hình đó bạn thấy chưa? cái dòng đầu tiên màu xanh dương đó. nhập từ thiết bị khác bằng AirDrop thì các bạn chưa biết AirDrop là gì thì các bạn có lên Google được gõ ha tìm hiểu thêm cái cái AirDrop là gì AirDrop là dễ lắm nó tương tự giống như là Wi-Fi thôi thực ra là nó là Wi-Fi với Bluetooth á bạn bật lên thì uh, hai cái thiết bị của apple đó, nó nhận nhận dạng với nhau có thể là iphone ipad hay là mac hay gì đó thì đôi khi nó nhận với nhau thì bạn chỉ việc là lôi cái dữ liệu từ cái máy này vào trong cái máy kia qua airdrop là xong rất là nhanh chúng ta có nhiều cách ha tôi cố tình vào đây để sẵn chia sẻ các bạn luôn là chúng ta có nhiều cách để copy dữ liệu từ một cái thiết bị của apple qua thiết bị khác thiết bị apple uh... đầu có tiêu rồi à? Rồi thì um, tôi thì tôi thường hay sử dụng cái cách này hơn, sử dụng cái cách copy từ máy mắt rồi qua file Tại vì nhiều khi dữ liệu nó uh, qua file nhiều khi dữ liệu nhiều quá thì copy bằng AirDrop thì nhiều khi cái mà nếu bạn wi-fi các bạn nó chập chờn hay nó yếu thì nó sẽ không có ổn định, nó làm chậm. Tôi thường hay sử dụng cái cách file này nhanh hơn, kết nối qua cái cáp dữ liệu ha, cái cáp mà bạn hay lấy cáp để sạc á, sạc pin á. Nó thì bạn hãy tự đọc ở trong đây, nó dẫn các bạn nè bạn mở cái uh, cắm cái ipad các bạn kết nối với máy mát lên sau đó bạn mở cái finder lên rồi sau đó bạn chọn cái uh, cái dòng có ghi cái chữ Tệp á sau đó bạn mở cái chữ imovie lên trên trên cái ipad các bạn rồi bạn loi cái dữ liệu từ trong máy mát qua cái ứng uh, dụng imovie trên cái ipad á là xong rồi cho tôi làm thử cho bạn ha tôi sử dụng cái cách này ha cách finder đây hoặc là bạn có thể sử dụng cái cách AirDrop này cũng được thì nếu dùng airdrop thì cái cái file các bạn nó sẽ chạy vào trong cái thư viện ảnh thư viện video bạn còn nếu tôi sử dụng cái cách mà file đơn này thì cái file tôi nằm ở trong đây nè rồi đầu tiên tôi lít vào cái dấu cộng ở góc trên cùng tay phải nha nè cái dấu cộng ở góc trên cùng tay phải để chúng ta thêm cái dữ liệu vào đó thì bạn hãy thêm uh, video nếu như trong trong máy các bạn có video thì bạn thêm video thì do nãy tôi sử dụng copy theo cái dạng mà fader á thì cái video tôi nằm trong phương tiện mov nè một cái đoạn video tôi tải từ trên youtube thôi uhm, tôi lấy đại thôi nó cũng ngắn ngắn thôi đoạn video về đá banh á Thì chút tôi sử dụng cái hiệu ứng đóng băng cho bạn xem rồi tôi click vô đây là tôi lôi tôi chạm vào nó và tôi nhấn cái dấu cộng thì nó sẽ thêm chúng ta rồi thấy chưa rất là dễ rồi Um, trường hợp này tôi thêm một cái bạn có thể nhập đoạn video có âm thanh không có âm thanh cũng được cái nào cũng được và bạn có thể nhập vào ảnh không đây cũng được đâu. giả sử như tôi chọn như đây một một bức ảnh đi ha um, bức ảnh bạn chọn bức ảnh nào cũng được giả sử tôi chọn bức ảnh uh... <laughs> cái con này đi cái con này nhìn dễ cưng quá rồi thấy chưa rồi ví dụ hai tôi chọn như hai bức ảnh rồi như vậy là đủ đủ hướng dẫn các bạn rồi chuyện nhiều nó mất thời gian lắm rồi chúng ta được giao diện như thế này chúng ta sẽ có uh, đọng một đoạn video đã ban kèm theo đó là hai bức ảnh về chỉnh sửa video này nó đơn giản lắm các bạn chỉnh sửa video nó đơn giản lắm nó chỉ bao gồm những thao tác cơ bản như là chèn video vào cắt sáng video có thể là cắt sáng hai đầu hoặc là giữa chèn hiệu ứng chuyển tiếp chèn âm thanh rồi sau đó là chèn thêm những hiệu ứng bộ lọc màu nếu có là xong sau đó các bạn chỉ việc xuất video thôi render thôi tôi sẽ làm thử cho bạn ha rất là dễ thứ nhất khi bạn chạm vào cái tôi nói về cái phần hiệu ứng chuyển tiếp trước đi thì bạn sẽ thấy khi giữa hai đoạn video chúng ta thì bạn sẽ giữa nó sẽ có một cái này gọi là hiệu ứng chuyển tiếp nè bạn click vào trên cái này nè đó bạn nhìn kỹ ha ở giữa hai video chúng ta có cái bạn lít nè, có hai cái dấu tam giác mà nó, nó, giống như cái đồng hồ cát mà nó quay ngang như bạn. Thì bạn lít vào, cái đó gọi là hiệu ứng chuyển tiếp. Nghĩa là khi giả sử như từ video này qua video kia tôi tôi nhấn vào cái nút play giữa là cái nút phát ha. Kế bên nút play là cái nút quay về đầu. Còn cái nút play là cái nút ở giữa tam giác đó là nút phát. Khi tôi phát cho bạn xem nè. Từ video này qua video kia ha. nó hiệu ứng này là hiệu ứng chuyển tiếp nó sẽ chồng mờ khi bạn click vào cái hướng chuyển tiếp đó thì sẽ sẽ hiện ra chúng ta cái phần tùy chỉnh ở dưới rồi thì mặc định cái thời gian của cái hiệu ứng chuyển tiếp này là một giây bạn thấy trên nó đang tô sáng chữ một đó bạn có thể tăng cái thời lượng lên là hai giây nhấp vào số 2 hoặc là một năm giây nó tùy các bạn đó là cái thời gian chuyển tiếp rồi còn cái hiệu ứng này là than là cái loại hiệu ứng là làm tan các phần mềm khác gọi là hiệu ứng chồng mờ hướng này gọi là làm tan bạn hãy chọn thử những cái hiệu ứng khác để bạn xem thử coi như thế nào thì chứ tôi chọn hiệu ứng trượt nè tôi sẽ chọn cái bên đây để cho dễ hai cái con quá vật này nè rồi thì chọn hiệu chọn hiệu ứng trượt ha tôi sẽ phát thử nó nó sẽ trượt qua do đây là chúng ta sử dụng trên điện thoại trên các thiết bị di động iphone ipad nên cái ứng dụng nó nó rất là ít các bạn thì những hiệu ứng cũng rất là ít một vài cái à bốn năm cái à. hiệu ứng trượt Chơi một vài cái thôi Thì bạn chọn cái nào cũng được ha Hiệu ứng này hiệu ứng mà Tôi thường hay sử dụng hiệu ứng này Tối thì cứ qua cái sáng Cũng hay Còn các bạn không muốn sử dụng hiệu ứng đó, Thì bạn sẽ lích vào cái dòng ở đầu tiên đó, Chứ không có Một cái dấu gạch xuống đi, Chứ không có Thì nó sẽ Từ cái này nó chuyển Thẳng qua cái kia luôn Thấy chưa Từ cái này nó sẽ đột ngột Chuyển qua kia luôn Rồi Đó là ta vừa xong được cái phần Nói về cái phần hiệu ứng nha Hiệu ứng chuyển tiếp Rồi chúng ta sẽ tới cái phần chỉnh sửa một cái đoạn video chúng ta. Đầu tiên thì bạn muốn chỉnh sửa video bạn phải chọn cái đoạn video đó trước. Rồi. Video chúng ta phải chỉnh sửa gì được? Thứ nhất là video này chúng ta muốn cắt ở hai đầu. Giả sử như ở cuối cái đoạn video này tôi có cái phần gì đó tôi um, tôi quay dư thì bạn lít vào trong cái thanh màu vàng vàng, vàng ở cuối của video chúng ta. Và bạn rê. Đóng tiêu rồi. Thấy chưa? Bạn rê. Lít vào cái thanh vàng vàng đó bạn, ở cuối đoạn video của chúng ta, để bạn rê, để bạn cắt ngắn bớt ở cuối, tương tự gì bạn có thể là quay về đầu, để bạn lít vào đó để bạn cắt bớt cái phần đầu, nó mất tiêu rồi, đó, cắt bớt cái phần đầu, đó là trường hợp chúng ta cắt xén hai đầu, trường hợp tôi ví dụ như khoảng ở giữa nó có cái đoạn video mà nó quảng cáo cái gì đó, bạn không muốn thấy cái đoạn video quảng cáo đó thì làm sao? Rồi thì giờ tôi làm thử nha, giờ sẽ tôi muốn cắt cắt một cái đoạn video ở giữa. Đầu tiên tôi chọn đoạn video đó. Sau đó bạn sẽ thấy trên màn hình chúng ta ở cái công cụ bên dưới đó, nó sẽ có cái chữ chia. nó trên ở trên cái cây kéo các bạn, trên ứng dụng cây kéo có cái chữ chia. Bạn click vô chữ chia đó. Thì tại vị trí mà cái cái thanh sẽ tóc bạn đâu á thì nó sẽ là chia video của chúng ta ra thành hai đoạn. Thấy chưa? Rồi, tôi quên nói các bạn đó trong lúc bạn thao tác trên đây nè cái đoạn video bạn mà bạn có thể là sử dụng hai ngón tay thì bạn phóng to hoặc thu nhỏ cái đoạn video đó hay sẽ cho bạn sử dụng hai ngón tay bạn phóng ra bạn kéo giãn ra để bạn dễ làm việc kéo giãn ra để chúng ta dễ làm việc thôi ha dễ làm việc cái màn hình cho nó dài thôi để chúng ta chỉnh sửa cái chính xác từng cái cái cảnh quay còn nếu các bạn dùng hai ngón tay bạn chụm lại thì nó sẽ là thu nhỏ lại cái màn hình giao diện ta chỉ vậy thôi để ta dễ làm việc thôi ha chứ không phải là chúng ta kéo giãn video một chút sẽ tới cái phần kéo giãn video tôi sẽ nói sao về cái phần mà thay đổi tốc độ video rồi anh sẽ như tôi cắt được khúc này rồi còn cái đoạn cắt chúng tôi nằm ở khoảng giữa này thì tương tự vậy tôi tới tới đây tôi sẽ chọn cái đoạn này tôi nhấn cái chữ chia lần nữa rồi thì tổng cộng đoạn video tôi là tôi đã chia hai lần nó thành ra là ba đoạn video đoạn đầu đoạn giữa và đoạn cuối như nãy tôi nói các bạn là tôi muốn xóa cái đoạn giữa tại cái đoạn giữa giả sử như là một cái đoạn quảng cáo gì đó thì tôi chọn đoạn giữa sau đó tôi nhấn cái chữ xóa góc dưới cùng bên tay phải có cái thùng rác á thấy chưa góc dưới cùng bên tay phải ha có thùng rác nhấn vô chữ xóa rồi nó sẽ xóa cái đoạn đó cho chúng ta và giữa hai cái đoạn này do chúng ta sử dụng chức năng chia nên nó không có hiểu chuyển tiếp hiển chuyển tiếp nó là một cái dấu gạch xuống là không có để cho nó liền mạch hai đoạn video á nó có cảm giác giống như là hai đoạn video này nó không có cái đoạn chuyển tiếp nó sẽ liên tục anh thấy chưa rồi đó là cái phần cơ bản nhất của việc cắt sáng video cái thứ hai đoạn video các bạn muốn tách ra cái phần âm thanh đó thì bạn chọn đoạn video bạn sẽ thấy có cái chữ kế bên ghi chữ tách rời âm thanh đó thấy không đó bạn nhấp vào thì nó sẽ hiện thị ra cái cột sóng âm âm thanh chỉ đơn giản như vậy thôi rồi lỡ các bạn làm sai cái vấn đề gì đó các bạn muốn quay lại thì bạn có nút undo tôi nói các bạn á cái công cụ mà ở giữa màn hình bên tay phải á có cái dấu mũi tên á kế bên cái cái cái, công cụ mà sống âm á bạn lít vô đó thì nó sẽ là undo là quay lại quay lại cái việc mà chúng ta không có tách cái âm thanh ra undo rồi trường hợp cái đoạn mà video này bạn muốn nhân bản lên nhân đôi lên thì kế bên cái chữ mà công cụ mà tách ra âm thanh á ở phía giữa màn hình ở phía dưới á có kế bên đó, có sẽ có chữ nhân bản đó bạn nhấp vào cái chữ nhân bản thì nó sẽ nhân đôi chúng ta thêm một cái đoạn video kế bên hay nè tôi mới sẽ nhân đôi thêm một cái đoạn video kế bên đầu này nè thấy chưa giống như cái đoạn này hai đoạn này giống nhau rồi giờ tôi sẽ chọn lại tôi nhấn nút xóa và xóa đi rồi một vài công cụ nữa là kết thúc rồi bạn rất là dễ rồi bây giờ chúng ta sẽ tới cái phần công cụ bên dưới ha chúng ta đã học xong là chia tách âm thanh nhân bản chúng ta sẽ xuống một vài công cụ bên dưới nữa xong Thứ nhất là tác dụng nãy giờ chúng ta đã học, đó là cái kéo là cắt. Tiếp theo là tới phần tốc độ. Thì tương tự như những cái phần mềm chỉnh sửa video khác, tốc độ thì bạn hãy làm nhanh hoặc là chậm cái đoạn video của ta. Tôi ví dụ ha, hiện tại tốc độ đang là một bạn nhìn ở kế bên cái thanh tốc độ của ta, ở bên tay trái là hình con rùa là làm chậm. Cái thanh màu vàng các bạn. Còn bên tay phải là hình con thỏ, nghĩa là bạn kéo qua đó là nó sẽ nhanh. Kế bên hình con thỏ có chữ 1x 1 x chúng ta biết là tốc độ là một là bình thường bình thường ha khi mà chúng ta kéo cái thanh trượt này màu vàng qua phải gần con thỏ khi bạn kéo hết móc lóc luôn là 2 x nghĩa là tốc độ nhanh gấp đôi tốc độ nhanh gấp đôi và khi bạn kéo thì bạn nhìn cái đoạn video bạn đang chọn ở trên nó có cái thanh màu vàng á khi tốc độ chúng ta nhanh thì, thì sao thì cái thời lượng chúng ta sẽ giảm xuống giả sử như cái thời lượng chúng ta video của chúng ta là 10 phút khi chúng ta kéo tốc độ nhanh lên gấp đôi thì cái thời lượng video chúng ta chỉ còn 5 phút thôi. Bạn lấy cái độ dài video, thời gian video bạn chia 2. Giờ chúng ta nhanh gấp đôi thì sẽ ra được cái thời gian thật video chỉ còn 5 phút. Thấy chưa? Không tin tôi sẽ phát thử cho bạn thấy là cái những người này nó nó chạy rất là nhanh nè. Thấy chưa? Đó, những người này tốc độ đã nhanh lên gấp đôi. Ngược lại nếu bạn kéo qua trái thì nó sẽ là tốc độ chậm. Ha. thì bù lại nếu tốc độ chậm chậm phân nửa tốc độ chậm phân nửa như tôi kéo tới con rùa luôn tốc độ chậm phân nửa thì cái thời gian nó sẽ là thời gian mà phát video nó sẽ là gấp đôi giả sử như đoạn video là 10 phút bạn kéo mà chậm chậm phân nửa thì thời gian nó sẽ tăng lên là 20 phút chỉ đơn giản như thôi đó là nguyên tắc của chỉnh sửa video rồi tôi quay về số 1 mặc định ha ở bên tay phải cái chức năng này nó sẽ có thêm ba chữ là đóng băng thêm đặt lại Chức năng đóng băng có nghĩa là giả sử như uh, tại một cái vị trí nào đó bạn thấy cái cái pha bàn thắng này cái cảnh quay um, đá banh này thấy đẹp quá thì bạn dừng lại cái thời thời điểm đó một hai giây gì đó tùy các bạn. Thôi ví dụ nha, bạn thấy một cái cảnh nào đó quá đẹp đi, đây, hãy à để tôi thấy cái cảnh này. Xin lỗi tôi rơi trên đây nó hơi bị. Đây tôi ví dụ ha, ví dụ như cái chế banh. Rồi ví dụ như cái cảnh anh này anh xúc cái chấm anh này quá đẹp đi. Thôi ví dụ đi ha. Đâu rồi. Đó. Tại vị trí này thấy cảnh này quá đẹp đi. Thì tôi sẽ chọn video này. Tôi sẽ sử dụng chức năng đóng băng. Rồi. Thì bạn muốn đóng băng bao nhiêu thì tùy các bạn. Bạn sẽ hiện nhìn kỹ trên màn hình chúng ta sẽ có cái. Đâu tiêu rồi. Tôi sẽ nhấn chứng undo để quay lại. Rồi giả sử như cái tại điểm này tôi thấy cái cảnh này đẹp quá đi. Thì tôi nhấn vô cái chữ đóng băng sao nó bị lỗi thì vậy ta nó chạy tùm lum hết rồi tôi cái cảnh nào đó đi ví dụ nha rồi ví dụ như cái cảnh anh này anh xúc đẹp quá đi ha rồi tôi sẽ đóng băng cái chỗ này tôi chọn video sau đó tôi lít vào cái chữ đóng băng thì cái nó sẽ đóng băng bạn nhìn trên màn hình cái chỗ video đó, nó sẽ có cái thanh màu vàng ở hai đầu bạn muốn đóng băng với thời lượng bao lâu thì bạn kéo cái thanh màu vàng đó ra Giả sử tôi cho kéo nó ra một tí nè Đó Thì cái cảnh anh đó nó, nó đứng dị hoài luôn á Nó đứng trong khoảng thời gian cái ô màu vàng vàng các bạn thấy đó Thấy chưa Đó Cái khoảng trong khoảng thời gian bạn thấy cái khoảng thời gian đó Thì cái cảnh đó nó sẽ đứng im hoài luôn Tôi sẽ phát thử cho bạn tin nè Tôi nhấn play Thấy chưa cái đoạn video ông ta vẫn phát đó nhưng mà nó vẫn đứng yên một cái cảnh là nó đứng yên vậy nó không xúc riêng anh Khi nào qua đó thì nó mới xúc. Thấy chưa? là chúng ta sử dụng chức năng là đóng băng các phần mềm chỉnh sửa video gọi là đó, đóng băng rồi các bạn muốn đặt lại như ban đầu thì bạn chọn cái video đó và bạn nhấn vào cái chữ đặt lại kế bên cái chữ đóng băng á đó, có chữ đặt lại đó ha còn cái chữ thêm là bỏ qua cái đó đi bạn lập lại cái video thôi rồi chúng ta sẽ tiếp qua cái phần tốc độ Chúng ta sẽ tới phần âm lượng thì đơn giản thôi cái đoạn video mà bạn muốn tăng giảm âm lượng thì bạn Uh, kéo vô đây thôi Sẽ như bạn thấy âm thanh nhỏ quá Thì bạn kéo qua phải cho nó lớn lên Nó 4 trăm, 9 mấy trăm luôn Bạn thấy nó nhỏ Lớn quá thì bạn kéo qua trái cho nó nhỏ lại Dễ thôi ha Phần tăng giảm âm lượng này dễ Tiếp theo tới phần Văn bản Tiêu đề Thì bạn muốn đánh nội dung gì đó Trên cái đoạn video của ta Thì bạn đánh vô đây Bạn chọn những cái mẫu có sẵn nè Sau đó bạn nhấp bạn nhấn ngón tay lên trên cái chữ tiêu đề cho trên đó, Để bạn đánh cái chữ lại Sửa cái nội dung luôn Ví dụ như tôi sửa thành đây là uh, Những bàn thắng đẹp Giả sử gì Bạn đánh vô đây Rồi thấy chưa Bạn đánh vô đây chữ những bàn thắng đẹp Ok ha Sau đó bạn lít ra ngoài Rồi bạn có thể là thay đổi cái vị trí của nó được không ta? các ừ, không ta. À bạn trên đây nè. Nó sẽ có cái phần mà thay đổi vị trí là một là ở giữa. Cái nút chữ giữa ở à, dưới cùng của màn hình chúng ta bạn. Ở trên cái công cụ á, trên những cái công cụ mà tốc à, tác vụ tốc độ âm lượng đó, nó sẽ có cái chữ giữa đó bạn thấy không? Là nằm giữa màn hình. Bạn này chọn cái chữ bên dưới thì cái chữ chúng ta sẽ sẽ nằm bên dưới. Bạn nhìn kỹ á, góc dưới bên tay trái á hiện cái chữ những bàn thắng đẹp các bạn thấy chưa nè góc dưới bên tay trái nó hiện thì chúng ta chỉ có hai vị trí thôi phần mềm này nó không cho chúng ta di chuyển vị trí mà nó chỉ cho chúng ta một ở giữa hay là góc dưới bên trái chỉ vậy thôi rồi tiếp theo chúng ta sẽ tới cái phần bộ lọc bộ lọc này chúng ta cũng ít xài lắm mà bộ lọc giống như là chúng ta bộ lọc những cái bức ảnh vậy mà động vô thôi có màu hoặc không màu hay là những bộ lọc màu này nè thì thường tôi ít sử dụng cái này lắm này dễ dùng chơi thôi, hiệu ứng làm video, ca nhạc, mv gì thôi, còn bình thường người ta ít dùng lắm. rồi vậy là xong các bạn. sau khi bạn chỉnh sửa xong rồi thì các bạn sẽ lít vào cái chữ xong ở góc trên cùng bên tay trái. để người ta quay ra ngoài dự án ha. lưu ý góc trên cùng tay trái chỉ xong á. rồi bạn lít vào thì ra ngoài đây nè trường hợp bạn muốn sửa thì bạn lít vào cái chữ sửa để ta quay lại sửa tiếp tục. Các bạn muốn xem thử video thì bạn hãy click trực tiếp cái cái chữ nút play mà trên màn hình đó. Để chúng ta xem thử cái kết quả của chúng ta. Nãy giờ ta chỉnh như thế nào. Hoặc là bạn nhìn ngay ba cái công cụ mà ở ở giữa mà ở dưới màn hình đó ha. Ở góc dưới màn hình mà ở giữa luôn á. Thì cái nút đầu tiên là cái nút play để phát toàn màn hình. Đó. Cái nút kế là cái nút uh, mũi tên lên là cái nút share, share video đó, hoặc là lưu video lại nó sẽ có cái chữ là bạn lưu trên YouTube, share trên YouTube hay là trên mail hay là trên mạng xã hội Facebook gì đó. Bạn sẽ chia sẻ lên những cái kênh đó. Hoặc là bạn thấy là sao chép. Sao chép thì nó sẽ xuất ra video. Ồ, tôi lỡ nhắn rồi. Thì đây là cái tiến trình nó thực hiện cái việc render thôi bạn. Tôi lỡ nhắn rồi. ở bên dưới thì bạn nhìn kỹ trên màn hình nè. Nó có cái chữ xuất dự án cũng tương tự vậy. Khi bạn nhấp vào thì nó sẽ là render cái video của ta ra hoặc là lưu view, thì bạn nhấp vô cái chữ lưu view trên màn hình đó thì nó sẽ là lưu cái cái kết quả render vào trong cái ipad chúng ta hoặc là lưu vào tệp thì trên ipad chúng ta cũng có một cái thư mục có cái thư mục loader các bạn thì cũng tương tự đây bạn sẽ lưu cái file chúng ta lên cái ipad chúng ta chỉ là cái vị trí lưu trên ipad thôi chứ không gì cái nào thì bạn, khi bạn click vào thì nó cũng thực hiện cái việc render như tôi đang làm trên màn hình đó các bạn Nên hiện ra chữ là đang xuất phim nhanh hay chậm tùy thuộc vô cái độ dài cái đầu dài video các bạn ha tôi nhấn thử thoát ra dự án coi rồi à, đúng rồi tôi nhấn cái chữ dự án ở trên đó cho nó thoát ra cái tôi hướng dẫn các bạn tiếp nè ví dụ như bạn chọn cái chữ lưu video đây thì nó sẽ hỏi các bạn là lưu với độ phân giải gì HD 720 hay là Full HD 1080 hay là video 4K Bạn thấy chưa? Nó lưu được video 4K luôn Thì bạn lựa chọn chữ lưu thì bạn lưu thôi hay là bạn lưu video thì nó vô trong cái cái thư mục video các bạn Lưu vào tệp thì nó lưu vô cái thư mục tệp trên cái iPad các bạn Ý Hồi nãy tôi đang render tới đây đúng không Tôi dừng lại thì nó sẽ tiếp tục cái vị trí dừng thôi Chứ nó không render lại từ đầu ha Phần mềm rất là thông minh Rồi Thì cái uh, ứng dụng iMovie để chỉnh sửa video thì nó đơn giản như thôi các bạn Nó rất là đơn giản luôn Tại vì nó làm trên iPhone iPad mà Thiết bị di động thì nó phải đơn giản thôi thì qua video sau thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn thêm cái ứng dụng là quyết ha của GoPro rồi video này đây là kết thúc tôi là tú phan đang dẫn các bạn trên trang web là phan tú com hẹn gặp lại các bạn